chia sẻ đến anh em cái kinh nghiệm cắm ổ SD làm sao để chúng ta hạn chế cái rủi ro nhất. Thì cái này nó rất là đơn giản thôi, nhưng có khi là nhiều lúc chúng ta không để ý đến là chúng ta sẽ dính chưởng ngay. Đây, mình sẽ cho các bạn xem một con ổ SD này. Có thể trong quá trình mình tháo lắp hoặc là khách hàng mình cũng không nhớ nữa, hôm đấy mình nhận mình cũng không kiểm tra kỹ. Thì lúc khách mang cái ổ đến cho mình, thì có thể trong quá trình mình hoặc là khách đi, hoặc là mình đi, mình cũng không rõ là ai đi, lúc rút ra cắm vào cái con ổ để gãy đến cái lẫy nhựa này. Về tổng quan ấy, thì cái lẫy nhựa đấy nó không hề ảnh hưởng đến quá trình hoạt động của cái ổ cứng này. Hôm đấy ổ cứng bị lỗi, chính vậy khách tháo ra mang đến đây để nhờ mình bảo hành. Khách hàng có mua ổ này ở bên mình mà. Thì sau khi mình gửi ra hãng thì hãng họ viện một cái cỡ là cái nhựa lẫy ở đây nó mẻ một sứt, mẻ một xíu này, và họ đã từ chối bảo hành. Thì đây là một cái lý do rất là dạng là trốn tránh, bởi vì cái lẫy nhựa này nó chả hề ảnh hưởng một tí. Lẫy nhựa này nó rất là buồn cười luôn. Như vậy mà nếu như cái điện thoại đánh rơi vỡ hoặc là cái gì để đánh rơi vỡ, đánh đây đây có ổ SD nó chỉ sứt một tí ở đây thôi, nó không hề ảnh hưởng. Còn nếu điện thoại các bạn đánh rơi nhá, đánh rơi sứt một tí thôi là cũng không đủ hành, bởi vì đã rơi rơi kiểu đấy thì nó sẽ ảnh hưởng đến tổng quát của con máy. Còn cái này khi mà tháo lắp nó gãy cái lẫy nhựa ở đây thì nó không hề ảnh hưởng đến bên trong con máy cả, con ổ cả. Như vậy họ viện vào đây để họ từ chối bảo hành là một cái rất là buồn cười. Nói chung là cách làm việc rất là buồn cười. Chính vậy các bạn khi mà rút ra cắm vào thì các bạn lựa nhá, các bạn chú ý các bạn lựa cái lẫy đấy nhá, rút bóp vào đây này, cắm vào này, hết sức chú ý cái chân lẫy này nhá. Và các bạn chú ý này, cái loại dây SATA nó có một cái loại dây mà bẻ, cái dây này của mình là hai cái dây này, dây bên dây đang cắm này là hai đầu nó thẳng như này thì rút ra cắm vào nó rất là dễ. Còn cái dây này là một đầu thẳng và một đầu bẻ cong chữ L. Cái dạng đầu bẻ cong chữ L này là mình rút ra rút vào là dễ bị ảnh hưởng đến cái chân lẫy đấy. Như vậy các bạn khi mà cắm là các bạn sẽ chú ý nhá. Nếu được thì các bạn sẽ chọn cái dây mà hai đầu đều đều thẳng như này luôn. Chúng ta cắm ra rút vào, rút ra cắm vào nó rất là dễ hơn là cái chân chữ L kia. Đó. Ok. Cái kinh nghiệm nó chỉ vậy thôi. Các bạn chú ý một chút khi mà rút ra cắm vào là được. Bởi vì các hãng vớ vẩn thì họ sẽ viện vào những cái lý do này để họ từ chối bảo hành. Ok, chào các bạn.